Ukraine đã không thể xây dựng được phòng tuyến kiên cố ở Kharkov do liên tục bị Nga bắn phá và thiếu đạn dược để đáp trả, khiến họ nhanh chóng thất thế khi Moscow mở mũi tiến công. Lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 125 của Ukraine đóng quân trên giải đất dài khoảng 43 km dọc biên giới giữa khu vực Kharkov, đông bắc đất nước và Nga. Họ đã sử dụng máy bay không người lái để trinh sát, theo dõi hàng ngày về việc Moscow dần tập hợp lực lượng gần biên giới. Nhưng vào buổi sáng ngày 10 tháng 5, họ mất toàn bộ nguồn cung cấp dữ liệu video do thiết bị gây nhiễu điện tử của Nga. Các thiết bị Starlink, mạng Internet vệ tinh mà quân đội Ukraine dựa vào để liên lạc đã bị vô hiệu hóa. Lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch tại nước này tháng 2 năm 2022. Chỉ huy một đơn vị UAV của Ukraine mang mật danh Arctic cho hay: "Có lúc chúng tôi bị mù hoàn toàn. Đây là vấn đề lớn nhất. Chúng tôi không biết họ di chuyển như thế nào. Chúng tôi chỉ làm việc qua radio hoặc điện thoại. Những thứ vẫn còn hoạt động. Nguồn cấp dữ liệu UAV đơn giản là đã biến mất." Chỉ trong 6 ngày, Nga đã kiểm soát được khoảng 260 km lãnh thổ dọc biên giới, lợi dụng thời điểm mà quân đội Ukraine đang đặc biệt dễ bị tổn thương. Gói viện trợ quan trọng của Mỹ, trong đó có nguồn cung đạn dược quý giá cho pháo binh và lực lượng phòng không, đã bị đình trệ tại Quốc hội nước này hơn nửa năm trước khi được phê duyệt vào tháng trước, khiến lực lượng Ukraine ở tiền tuyến khó lòng kháng cự trước những cuộc tấn công dữ dội từ Nga. Trong khi đó, mặc dù các binh sĩ liên tục phàn nàn suốt nhiều tháng về tình trạng thiếu nhân lực và mệt mỏi cực độ sau hơn 2 năm chiến đấu dai dẳng, chính quyền Ukraine vẫn trì hoãn việc huy động quân mới, khiến một số khu vực tiền tuyến thiếu nhân lực nghiêm trọng. Nhưng thắng lợi trên chiến trường Nga đạt được gần đây không chỉ bắt nguồn từ những khó khăn của Ukraine. Quân đội Ukraine phải miễn cưỡng thừa nhận rằng đối thủ của họ đã thích ứng tốt hơn và trở nên khôn khéo hơn, đặc biệt là với những tiến bộ công nghệ như tác chiến điện tử. Đây là điều tương phản rõ rệt với năm đầu chiến sự, khi những sai lầm và tâm lý tự tin thái quá của Nga đã giúp Ukraine phát động các chiến dịch phản công thành công để giành lại nhiều vùng lãnh thổ chiến lược. Những thất bại ở Kharkov và vùng Donetsk ở miền đông đang đặt ra câu hỏi về mức độ hiệu quả của lực lượng phòng thủ Ukraine, liệu họ có thể thực hiện hóa lời hứa đẩy lùi toàn bộ đối phương hay không, hay Nga sẽ sớm áp đảo quân đội Ukraine và kiểm soát thêm nhiều vùng lãnh thổ nữa. Cuộc tấn công mới nhất vào Kharkov đã buộc Ukraine phải chuyển hướng một số lực lượng dự bị về phía Bắc, có khả năng gây nguy hiểm cho các vị trí khác. Chỉ huy đơn vị UAV thuộc lữ đoàn 125 Arctic cho biết, Ukraine không thể xây dựng được mô hình phòng thủ kiên cố đang được chính phủ và các chỉ huy quân sự đề cao. Hồi mùa hè năm 2023, Nga đã ngăn chặn được cuộc phản công của Ukraine nhờ vào hệ thống phòng thủ nhiều lớp, gồm các khối kim tự tháp chống tăng, còn được gọi là răng rồng, bãi mìn và chiến hào được gia cố bằng bê tông. Ukraine hiện cũng muốn học theo phương pháp này. Tuy nhiên, Arctic và những người lính khác cho biết, mỗi khi đơn vị đóng quân ở Kharkov cố gắng xây dựng phòng tuyến kiên cố, lực lượng Nga sử dụng UAV để theo dõi và sau đó bắn phá. Ukraine cần có các máy xúc và các thiết bị kỹ thuật khác, nhưng không thể triển khai vì quân đội Nga dễ dàng phá hủy chúng. Do gói viện trợ quân sự của Mỹ bị trì hoãn, binh lính Ukraine thiếu phương tiện để bắn trả và không thể dành thời gian để xây dựng phòng thủ vững chắc hơn. Ukraine cũng bị Nhà Trắng cấm sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Arctic cho biết, các binh sĩ trong đơn vị thường đào hào bằng xẻng vào ban đêm. Anh này nói, chúng tôi đã cố gắng làm những gì có thể, nhưng tình cảnh hai bên không giống nhau. Vì đất ở đây rất cứng, nên phải có máy móc mới có thể đào xuyên qua và thiết lập công sự bằng bê tông. Chúng tôi không thể làm điều đó. Đạn dược và pháo binh đáng lẽ có thể bảo vệ chúng tôi và mọi người sẽ làm việc trong khoảng thời gian đó. Nhưng đáng buồn là chúng tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian, hơn nửa năm đã bị lãng phí. Nga đã lựa chọn các thời điểm tấn công một cách thông minh, di chuyển giữa các con sông và có thể dùng làm nơi trú ẩn tự nhiên. Cuộc tấn công vào Volchansk, thành phố nhỏ mà quân đội Nga đã xuyên thủng, có thể tạo ra cho họ con đường tiến về Kupiansk, thành phố mà lực lượng Ukraine đã tái kiểm soát vào tháng 9 năm 2022. Trong khi đó, mũi tấn công thứ hai hướng tới Lipsk sẽ giúp Nga vươn tới vị trí có thể pháo kích thủ phủ Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine. Khoảng 10.000 thường dân đã được sơ tán khỏi khu vực. Quy mô và mục tiêu của Nga khi mở chiến dịch tấn công mới vào Kharkov vẫn chưa rõ ràng, nhưng các chuyên gia cho rằng ở giai đoạn hiện tại, việc chiếm được Kharkov là ngoài tầm với, một phần vì Nga cũng thiếu binh sĩ. Nga đã tăng cường tuyển dụng binh lính hợp đồng và tăng đáng kể tiền thưởng cho những người sẵn sàng đăng ký ra tiền tuyến, lên tới gần 10.000 đô la ở một số khu vực, cao hơn khoảng 15 lần so với mức lương trung bình. Chuyên gia cấp cao tại chương trình Nga và Á-Âu thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế có trụ sở tại Washington, Dara Masikot nhận xét, Nga coi đây là một cuộc xâm nhập có giới hạn và một vùng đệm thay vì nỗ lực kiểm soát toàn bộ tỉnh Kharkov.
Tuy nhiên, đây có thể là giai đoạn đầu của một kế hoạch dài hạn lớn hơn. Vùng đệm nhằm bảo vệ vùng Belgorod của Nga, sát Kharkov, khỏi các cuộc tấn công liên tục từ Ukraine. Đây là một trong số ít khu vực ở Nga mà người dân cảm nhận được tác động trực tiếp từ cuộc xung đột. Mashiko cho biết, quân đội Nga đang chiến đấu ở Kharkov dường như được rút ra từ các đơn vị mới được huấn luyện hoặc tái lập trong nước, đồng thời thêm rằng ưu tiên của Nga vẫn là kiểm soát khu vực Donetsk. Chuyên gia này lưu ý, Moscow hiện chưa rút lực lượng khỏi Donetsk để hỗ trợ cuộc tấn công mới tại Kharkov. Tuy nhiên, Ukraine đã phải gửi quân tiếp viện từ khu vực Donetsk và Lugansk để phòng thủ ở Kharkov. Một trong những lữ đoàn được chuyển hướng, Katia, thuộc lực lượng vệ binh quốc gia hiện đang đóng quân ở biên giới. Đại tá Igor Obolensky, chỉ huy Katia cho biết, quân đội Nga đã cố gắng nhắm vào các vị trí của binh sĩ dưới quyền ông 6 lần vào ngày 15 tháng 5, và đó mới chỉ là một địa điểm. Với chiến thuật tương tự, cách lực lượng Nga sử dụng để kiểm soát thành phố Bakhmut vào hồi năm 2023, các nhóm bộ binh đang tấn công vào Kharkov theo từng đợt, nhưng mỗi nhóm có tới hơn 15 binh sĩ, nhiều hơn so với ở Bakhmut. Trước đây, họ điều những nhóm di chuyển theo đội hình 3 người thâm nhập và thực hiện các cuộc tấn công nhỏ. Bây giờ, họ đang tiến công theo quy mô lớn hơn, cứ mỗi đợt lại có 20 người chạy vào ném lựu đạn. Nga cũng thả bom lượn, đôi khi nặng nửa tấn, sau mỗi 15-20 phút. Chỉ huy một đơn vị trinh sát của Katia có mật danh là Navigator cho biết, không giống như tên lửa, bom không thể bị phòng không đánh chặn. Đây là lý do khiến Ukraine thỉnh cầu đồng minh viện trợ tiêm kích F-16 nhằm ngăn chặn từ xa các máy bay Nga triển khai bom lượn. Mặc dù, theo một số chuyên gia, việc trông chờ vào tiêm kích F-16 để ứng phó với Nga có thể là sai lầm chiến lược của Ukraine khi phần lớn phi công vẫn xa lạ với khí tài này. Giới quan chức Ukraine tuần trước cho biết, một số phi công nước này đã hoàn thành khóa huấn luyện lái tiêm kích F-16 ở nước ngoài nhằm chuẩn bị trước khi Kiev tiếp nhận mẫu chiến đấu cơ hiện đại từ Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy và Bỉ. Thủ tướng Đan Mạch ngày 13 tháng 5 cho biết Ukraine dự kiến tiếp nhận lô F-16 đầu tiên từ Copenhagen trong tháng sau. Bà Thủ tướng sau đó một ngày đính chính rằng Đan Mạch sẽ chuyển giao tiêm kích F-16 cho Kiev trong vài tháng tới. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng khung thời gian này là quá muộn, đồng thời cảnh báo Ukraine có thể mắc sai lầm chiến lược khi trông chờ vào mẫu tiêm kích phương Tây xa lạ như F-16 nhằm chống lại không quân Nga. Giáo sư đứng đầu Ban Khoa học Chính trị tại Đại học Northwestern William Reno cho rằng tiêm kích F-16 sẽ khó có thể tới tay Ukraine vào thời điểm tối ưu. Tương tự việc Kiev bắt đầu tiếp nhận xe tăng phương Tây sau khi đã hoàn thành chiến dịch phản công chớp nhoáng ở Kharkov và Kherson vào mùa thu năm 2022. Trong chiến dịch phản công này, Ukraine đã duy trì đà tiến công như trẻ tre, đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi một loạt đô thị, nhưng cuối cùng phải dừng lại khi không có đủ xe tăng, xe thiết giáp hiện đại để tiến hành các mũi thọc sâu nhanh chóng hơn. Tới khi đó, Mỹ và châu Âu mới đồng ý chuyển giao các loại xe tăng hiện đại cho Ukraine và mất nhiều tháng để huấn luyện binh sĩ nước này cách sử dụng. Trong thời gian lực lượng Ukraine chững lại, Nga đã kịp xây dựng và củng cố phòng tuyến dày đặc, yếu tố quan trọng giúp họ đánh bại đợt phản công của Kiev vào mùa hè năm 2023.